Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình xem ngày tốt của Phong Thủy Lộc Tài. Hôm nay chúng ta cũng sẽ phân tích những ngày tốt trong tháng 9 âm lịch năm 2021 Tân Sửu. Thì vẫn như thường lệ, chúng khi lựa chọn ngày tốt thì chúng tôi cũng đều sử dụng các tài liệu cổ như tài liệu cổ được sử dụng từ hàng ngàn năm nay. Đầu tiên là tài liệu về lịch vận sự. Thứ hai là đồng công, thứ ba là ngọc học thông thư, thứ năm là lịch vạn niên. Đây là những tài liệu chuyên dùng cho việc xem ngày, cắt trạch đấy. Thì tháng 9 âm lịch thì khởi từ ngày mùng 6 tháng 10 năm 2021 dương lịch. Đấy. Tháng này là tháng 9 là tháng đủ kiến tại tuất. Ngày mùng 1 đầu tiên là ngày đinh hợi. Thì đầu tiên để lựa chọn những ngày tốt trong tháng 9 thì chúng ta cũng sẽ dựa vào cái bảng thập nhị địa chi này những ngày được phân theo địa chi để cho quý vị tiện theo dõi và có thể bấm trên tay được bấm trên tay được ví dụ quý vị chỉ cần nhớ một số ngày là ngày mùng 1 đúng không ạ ngày mùng 1 là ngày đinh hợi thì quý vị hoàn toàn có thể bấm trên tay ngày hợi sẽ gặp vào mùng 1 này thì cứ 12 ngày lại lặp lại một lần mùng 1 ngày 13 và ngày 25 đấy thì ngày mùng 2 là ngày tí đúng không ạ mùng 2 14 và 26 Đấy, tương tự ngày xỉu thì quý vị chỉ cần nhớ đúng một ngày là quý vị có thể bấm ra các ngày khác. Đấy, ví dụ ngày đinh hợi này thì bao giờ nhớ mùng 1 là đinh hợi thì có ất đinh kỷ tân quý. Thì mùng 1 là đinh hợi thì ngày 13 sẽ là ngày kỷ hợi và ngày 25 sẽ là ngày tân hợi. <laughs> tương tự với ngày tí cũng vậy. Ngày mùng 1 là đinh hợi thì ngày mùng 2 sẽ là mậu tý Ngày mậu tí thì ngày tiếp theo của ngày đó, đó sẽ là gì? Giáp bính mậu canh nhâm đúng không ạ? Mậu tí sau đến canh tý và sau đến nhâm tý thì mùng 2 là ngày mậu tí thì ngày 14 sẽ là ngày canh tí và ngày 26 sẽ là ngày nhâm tí quý vị chỉ cần nhớ một ngày rồi quý vị bấm trên tay theo thứ tự nó sẽ ra nếu mà ai đã thuộc 12 địa chi trên tay thì hoàn toàn có thể dùng phương pháp này bấm ngày trên tay chỉ cần nhớ một ngày thôi mỗi tháng quý vị nhớ một ngày thì quý vị hoàn toàn biên ra được tất cả những ngày khác và định cắt hung cho ngày luôn đầu tiên là để lựa việc lựa chọn những ngày tốt được hành thông thì chúng ta vẫn phải loại bỏ những ngày xấu. Ngày xấu thì bao gồm những ngày tam nương, ngày con nước, ngày dương công kỵ, sát chủ, ngày thụ tử và ngày nguyệt phá, ngày thiên địa chuyển sát như những video trước thì chúng tôi đã trình bày rồi. Thì đầu tiên loại bỏ là ngày tam nương. Ngày tam nương trong tháng 9 âm lịch thì bao gồm các ngày mùng 3 này là ngày tân sửu, ngày mùng 7 là ngày quý tỵ, ngày 13 là ngày kỷ hợi, Ngày 18 là ngày giáp thìn Ngày 22 thì sẽ là ngày mậu thân Và ngày 27 là ngày quý xỉu Đó là hai bốn 6 ngày xấu thật, loại bỏ được đầu tiên Ngày xấu thứ hai là ngày con nước Ngày con nước bao gồm ngày mùng 3 và ngày 27 Thì hai ngày này cũng trùng với ngày tam lương Thì chúng ta không xét nữa Tiếp theo là ngày dương công kỵ là ngày 25 ngày 25 thì sẽ là ngày tân hợi như vậy có 3 ngày hợi thì có hai ngày kỷ hợi và tân hợi chúng ta đã loại bỏ rồi ngày sát chủ trong tháng 9 âm lịch thì là những ngày ngọ bao gồm các ngày mùng 8 giáp ngọ và 20 bính ngọ chúng ta đều loại bỏ không sử dụng ngày thụ tử thụ tử trong tháng 9 là những ngày dần ngày dần có bộ có bộ 3 ngày Ngày canh dần mùng 4, 16 nhâm dần và 28 là ngày giáp dần thì đây là ngày thủ tử chúng ta không sử dụng. Tháng 9 âm lịch là tháng Tuất. Vị trí xung với Tuất sẽ là Thìn. Xung với Tuất sẽ là Thìn này. Vị trí tất cả những ngày Thìn chúng ta không sử dụng. Ngày Thìn trong tháng 9 có 3 ngày là mùng 6 nhâm Thìn, 18 giáp Thìn và ngày Bính Thìn là ngày 30 bị phạm vào ngày nguyệt phá không dùng trong tháng 9 âm lịch. <laughs> Tiếp theo là ngày thiên địa chuyển sát, là ngày tân dậu và ngày quý dậu thì trong tháng 9 không có hai ngày này. Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng tài liệu đồng công để chúng ta lựa chọn ra những ngày tốt. Đây lịch vạn sự thì có nói cắt tinh này thì chúng tôi đã an vào đây rồi, cắt tinh và hung tinh thì cũng đã loại bỏ rồi. Đấy, thì bây giờ chúng ta sẽ dùng đồng công để chúng ta xét những ngày tốt trong tháng 9 âm lịch. Thì đồng công có nói, tháng 9 âm lịch gồm hai tiết, hàn lộ và xương giáng. Sau hàn lộ thì tam sát tại Bắc, các phương hợi, tí, xỉu thì kỵ tu tạo động thổ. Tức là các phương, nếu tam sát tại Bắc, Với như ở, phương hướng Bắc thì có ba sơn là nhâm, tí, quý, thì có sơn tý là kỵ tu tạo động thổ tức là những nhà tọa tý hướng ngọ đấy à, tọa ngọ hướng tý hợi thì có là ở tây bắc thì có nhà tọa hợi hướng tí, à, tọa tị, tọa tỵ hướng hợi thì chúng ta cũng kỵ và tọa mùi hướng xỉu là ở đông bắc chúng ta cũng kỵ động thổ và tu tạo thì tháng 9 là kiến tại tuất vị trí những ngày tuất là trực kiến thì đồng công có nói là ngày tuất thì có bính tuất thì có thiên đức nguyệt đức còn các ngày tuất khác thì chẳng có lợi nếu dùng thì bị tổn tài nghèo khổ và là ngày đại hung vị chi ngày tuất là ngày xấu bao gồm ngày 12 mậu tuất và ngày 24 canh tuất chúng ta loại bỏ không dùng tiếp theo là xét đến ngày hợi ngày hợi thì trực trừ thì có thiên thành ngày ất hợi và ngày đinh hợi ngày ất hợi và ngày đinh hợi thì ngày đinh hợi là ngày mùng 1 thì nên khởi tạo khai trương giá thú nhập trạch khai trương xuất hành động thổ làm mọi việc được đại cát đấy như vậy trong tháng 9 ngày mùng 1 đinh hợi là ngày đại cát chúng ta sử dụng quý vị lưu ý nha là ngày đại cát chúng ta sẽ có thể sử dụng được còn ngày kỷ hợi và ngày tân hợi thì phạm vào ngày tam nương thì chúng ta đã loại bỏ rồi tam nương và dương công kỵ và đồng công cũng nói này Ngày Tân Hợi là ngày khí thuần âm Không phải là ngày của dương gian Thì không nên dùng Cái thứ hai ngày Kỷ Hợi thì có hỏa tinh Chỉ nên khởi tạo và giá thú thì được tốt Nhưng mà lại bị phạm vào ngày Tam Nương Chủ về bại vong Đâm ra là khi dùng cũng phải cẩn thận Với ngày Kỷ Hợi ngày 13 Ngày 13 thì dân gian ta vẫn thường kiêng, đâm ra tốt nhất là không dùng Còn ngày Tý Tiếp theo ta sẽ là ngày Tý Ngày Tý sẽ có 3 ngày Ngày mùng 2 là ngày mộ tí, ngày 14 là ngày canh tí, và ngày 26 là ngày nhâm tí. Thì Đồng Công có nói, ngày bính tí được giờ nước khiết tịnh, lại có thêm các cát tinh thì bính tí trong này không có. Bây giờ ta tìm ngày nhâm tí, nhâm tí thì lại là ngày mộc đả bảo bình, có cây heo úa là ngày đại hung không dùng, nhâm tí đại hung không dùng, các ngày tí khác cũng không dùng các ngày tí khác cũng không dùng tức là ngày canh tí và mậu tí cũng không dùng vị chi tất ngày cả những ngày tí là ngày xấu chúng ta không sử dụng được vào việc gì ngày tiếp theo ta xét là ngày xỉu <laughs> theo đồng công thì ngày xỉu thì là ngày xỉu thì bị phạm tiểu hồng sa ngày xỉu ấy đây ngày xỉu này thì bị phạm tiểu hồng sa Có phúc tinh nhưng bị nguyệt kiến xung phá à, Có các tinh nhưng bị nguyệt kiến xung phá Có chu tước câu giáo Chủ về việc chiêu quan tư, quách bẫn Các việc chẳng lợi Nếu dùng việc nho nhỏ Bên trong có phúc thì tạm được Nhưng không có lợi ích Đấy. Nếu dùng việc lớn Thì gặp nguy <laughs> Còn ngày đinh xỉu và quý xỉu Thì sắp tập nhập trong cung Tóm lại những ngày xỉu xấu chúng ta loại bỏ không dùng Ngày dần ấy, ta xét xế, đến tiếp theo thì là ngày thụ tử. Chúng ta đã loại bỏ rồi. Và Đồng Công cũng có nói là ngày bính dần nguyệt đức. Đấy, Đồng Công nói này, ngày nhâm dần này. Nhâm dần là ngày 16 này. Thì có nguyệt yểm này, thọ tử không giải được, đơn giản là không dùng. Trong 3 ngày bính dần, mậu dần và canh dần, canh dần là ngày mùng 4. Phạm nguyệt yểm nhưng trong các tinh đồng chiếu nên được đại cát chỉ có giáp dần bị chính thức phế giáp dần là chính thức phế ngày mùng 4 thì đồng công có nói là ngày mùng 4 tức là ngày canh dần tuy bị nguyệt yểm đại họa nhưng lại có cát tinh đồng chiếu nên được đại cát thì cái này chúng ta cũng cần phải xem xét chán mới dùng được lưu nhá xem xét chán mới dùng được <laughs> ngày tiếp đến là ngày mão thì ngày mão có 3 ngày mùng 5 là Tân Mão, 17 là Quý Mão và ngày 29 là ngày Ất Mão. Đồng công có nói là ngày Mão trực chấp thì ngày Tân Mão là ngày mùng 5 và ngày ngày Tân Mão là ngày mùng 5 thì có các cát tinh là Huỳnh La, Tử Đàn, Thiên Hoàng, Địa Hoàng đồng chiếu nên giá thú khai trương, xuất hành nhập trạch động thổ, sửa chữa, khởi tạo kho lẫm thì chủ là việc chủ việc là tấn tài sản, tăng nhân khẩu, hưng gia đạo, vượng lục xúc, là ngày đại cát tức là ngày tân mão ngày tân mão là ngày mùng năm tân mão mùng năm là ngày đại cát chúng ta có dùng được các ngày mão khác là thứ cát chỉ có ất mão ất mão là ngày 29 thì bị chính tứ phế không dùng ngày quý mão ngày mười 17 là ngày thứ cát quý vị lưu ý nhé tiếp theo ta xét đến ngày thìn ngày thìn là trực phá là bị vãng vong có thiên nguyệt nhị đức tu tạo thì được tiểu cát nhưng mà lại bị phạm nguyệt phá những ngày này được kỵ giá thú khai trương nhập trạch rời chỗ ở chú về tốn lục xúc hao tiền của chiêu khẩu thiệt đấy ngày thìn cũng chẳng cát mậu thìn giáp thìn thì là bị sắp tập nhập trung cung vị chi là những ngày thìn thì là những ngày đại hung hơn nữa lại là ngày nguyệt phá nên là chúng ta bỏ không dùng sau ngày thìn là đến ngày tị ngày tị thì có ngày ất tị là nên phát cỏ hưng công tạo tác giá thú khai trương nạp thái di cư xuất hành nhập trạch thì chủ là ích tử tôn gia đạo hưng vượng phát tài đại cát tức là ngày ất tị ấy là ngày đại cát còn các ngày tị khác thì chỉ làm việc nhỏ tức là ngày mùng 7 là cũng được thứ cát chỉ làm việc nhỏ nhưng lại bị gì nhưng lại bị phạm vào ngày tam lương vị trí là cũng cần phải xét trước khi dùng tiếp đến ta xét ngày ngọ ngày ngọ thì là trực thành nhưng ngày ngọ những ngày ngọ trong tháng 9 âm lịch thì lại là ngày sát chủ có hai ngày là mùng 8 và 20 thì ở Đồng Công cũng có nói này Bính Ngọ Ngày Bính Ngọ là ngày mùng 20 Có Thiên Đức, Nguyệt Đức Có Huỳnh La, Tử Đàn, Thiên Hoàng, Địa Hoàng Kim Ngân, Khố Lâu, Đồng Chiếu Nên khởi tạo, giá thú, nhập trạch, xuất hành Buôn bán, khai trương, động thổ, an táng Thì đều cắt lợi Mọi việc làm đều được phát tài, phú quý Thêm đinh, thêm nô tỳ Nô tỳ thì tự đến Tức là với thời đại nay thì là gì những quý nhân những người giúp đỡ mình thì tự đến mưu vọng được kết quả hơn mức bình thường các ngày ngọ các ngày ngọ khác thì thứ cát đều có thể dùng được nhưng mà bị tức là có ngày bính ngọ này bính ngọ là ngày đại cát này giáp ngọ là ngày thứ cát thì lại bị phạm vào ngày sát chủ đâm ra ấy, dân gian hoặc là bây giờ chúng ta cũng kiêng kỵ không nên dùng mà dùng thì cần phải xem xét cần phải xem xét kỹ hơn nữa là cái trong cái tháng này cũng khá nhiều là ngày tốt, có 2 4 3 5 ngày tốt để chúng ta sử dụng. Nên là chúng ta không nhất thiết phải dùng ngày ngọ. Trong trường hợp cần gấp thì có thể dùng được. Tiếp đến là ngày mùi. Ngày mùi thì được trực thâu, bao gồm các ngày mùng 9 là ngày ất mùi và ngày 21 là ngày đinh mùi. Thì ngày ngày ất mùi ý, mùng 9 ý, thì bị chu tước, câu giáo bạch hổ nhập trung cung không dùng được Ngày 21 thì đồng công nói là Đinh mùi, ngày đinh mùi ngày 21 Thì là cũng bị hung, không dùng được Chúng ta cũng lại bỏ những ngày mùi Ngày mùi không dùng Tiếp đến là ngày thân Ngày thân là trực khai Bao gồm các ngày mùng 10 bính thân Và ngày 22 là ngày mậu thân Thì ngày mậu thân có thiên xá Giáp thân là lúc nước Trong sạch, lại có cắt tinh Huỳnh la tử đàn, tụ lọc đối mã đồng chiếu nên an táng xây sinh phẩm tức là xây huyệt mã lúc còn sống thì là nhưng vì đây là ngày tây trầm ngũ hành vũ khí ngũ hành vũ khí đâm ra là không nên dùng cái những ngày này dùng thì chỉ được là phần an táng thì lợi cho con cháu và gia môn đã phát đạt ngày thân khác thì được thứ cát canh thân thì có bài khổ nhiều trung cung tức là ngày bính thân này ngày bính thân là ngày thứ cát có thể dùng được sau ngày thân là ngày dậu thì ngày dậu là ngày trực bế thì bao gồm có hai ngày 11 là đinh dậu và 23 là kỷ dậu ngày dậu là lúc này là mùa thu và mùa đông giao với nhau đều là sát thượng ngày kỷ dậu thì bị cứu thố quý tức là ngày 23 kỳ dậu đã bị kiêu thục quý xấu ất dậu là ngày an táng các ngày dậu khác cũng chỉ nên tiểu dụng vì là ngày ngũ hành vũ khí hay gọi là ngày bạo bại sát chúng chẳng nên khởi tạo hôn nhân nhập trạch khai trương dùng thì gia đạo bị bị bị, bị hung sát sa sút đâm ra là hai ngày dậu này chúng ta không dùng được như vậy tôi vừa cùng quý vị tìm ra những ngày tốt trong tháng 9 âm lịch Thì tôi đã tổng hợp lại những ngày tốt trong tháng 9 âm lịch Thì bao gồm những ngày sau Đầu tiên có 3 ngày đại cát 3 ngày đại cát thì đầu tiên là ngày mùng 1 là ngày đinh hợi Tương đương với ngày mùng 6 tháng 10 âm lịch Đấy. Ngày mùng 5 là ngày tân mão Và ngày 19 là ngày ất tỵ Đây là 3 ngày đại cát Quý vị có thể dùng vào những việc lớn như hưng công động thổ Gác đòn rông cưới hỏi nhập trạch khai trương Đấy, thì rất là tốt còn có hai ngày có hai ngày là hai ngày thứ cát là ngày mùng 10 bính thân và ngày 17 là quý mão còn những ngày khác cũng là ngày cát nhưng mà chúng ta cần phải xem xét vì là với một ngày sát chủ Đấy, hoặc là ngày tam nương ví dụ như ngày mùng 7 là ngày quý tỵ và ngày mùng 8 giáp ngọ ngày 20 bính ngọ thì lại dính một ngày sát chủ hoặc là thăm lương, thì chúng ta cũng cần phải xem xét cẩn thận trước khi dùng trên đây tôi vừa trình bày cho quý vị cách là mình chọn được lựa những ngày tốt trong tháng 8 âm lịch tháng 9 âm lịch năm 2021 thì quý vị hãy đóng góp ý kiến bằng cách là gì nếu cần hỗ trợ thì quý vị hãy liên hệ, liên hệ trực tiếp với đội ngũ của thầy Gia Cát để được tư vấn cụ thể rõ ràng. Thứ hai là quý vị đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất, cũng như để ủng hộ thầy Gia Cát cùng ban biên tập chương trình đưa ra những video hay hơn, hấp dẫn hơn. Thì trong thời gian qua thì phong thủy gia cát, phong thủy may mắn, phong thủy lộc tài cũng đã nhận được rất nhiều những cái comment góp ý của quý vị và chúng tôi đã sửa đổi rất là nhiều để giúp chương trình ngày được hay hơn, được hữu ích hơn, mang lại những cái nội dung chuẩn chỉ, hữu ích giúp quý vị là có thể ứng dụng được trực tiếp những kiến thức phong thủy vào trong cuộc sống hàng ngày để cuộc sống của quý vị được tốt hơn. Chương trình xem ngày tốt hôm nay xin được tạm dừng ở đây. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo của chương trình xem ngày tốt xấu. Cảm ơn quý vị.